khi chiết xuất xong máy pha thì em sẽ dẫn anh chị cách vệ sinh máy pha Minetto M40. Với máy pha này thì chúng ta sẽ có hai cách vệ sinh chính. Đầu tiên là chúng ta sẽ vệ sinh bằng chổi vệ sinh. Và cách thứ hai chúng ta sẽ sử dụng bột vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh cho máy. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chi tiết anh chị cách vệ sinh bằng hai phương pháp này. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng chổi vệ sinh để vệ sinh máy. Với máy pha cà phê thì khi mà sử dụng đến cuối ca chúng ta sẽ xả nước xuống, sau đó thì sử dụng chổi này để vệ sinh họng pha. Cách thứ hai, anh chị sẽ sử dụng bột vệ sinh để vệ sinh máy pha. Đầu tiên thì anh chị sẽ sử dụng cái tay pha như này, và đây là một cái tấm phin mù mà em đã tặng kèm để anh chị vệ sinh máy. Đấy, có hai đầu như này, anh chị đặt xuống. Sau đó các anh chị cho từ 5 đến 8 gram bột vệ sinh vào trong như này. Đó, khoảng từ 5 tới 8 gram. Tiếp theo là anh chị sẽ lắp vào họng pha và xả nước 5 lần, mỗi lần từ 7 đến 10 giây. Tắt đi. Và đã. Thực hiện 5 lần với bột vệ sinh thì anh chị bỏ cái bột trong họng này đi. Đó, rất là bẩn. Tiếp theo là anh chị sử dụng giúp em 5 lần nữa với nước không. Mình vẫn để cái phin mù trong họng pha và lắp lên. Vẫn để phin mù trong tay pha nhá anh chị nhá. Đây, vẫn là cái phin mù và mình vẫn để trong tay pha như này. Và mình sử dụng với nước không 5 lần. Rồi, sau khi mà đã sử dụng bằng nước xong, đó, anh chị bỏ cái phin mù này ra. Bỏ cái phin mù này ra. Vệ sinh lại cái tay pha và bỏ đi anh chị nhé. Pha một ly cà phê bỏ đi. Trên đây là toàn bộ quá trình vệ sinh máy pha Minetto M40 bằng chổi vệ sinh và bột vệ sinh, là hai cách thông dụng để anh chị đảm bảo tuổi thọ máy pha của mình. Và đặc biệt rất là lưu ý với các anh chị rằng là anh chị sẽ phải vệ sinh bằng bột vệ sinh để đảm bảo tuổi thọ của máy. Đó, cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm và theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.